Một chiếc ô tô đẹp cũng là do thiết kế. Một chiếc điện thoại đẹp cũng là do thiết kế. Hình dáng, quần áo, giày dép, bàn ghế cũng là do thiết kế mà có. Bây giờ là năm 2024, thời đại của công nghệ lên ngôi, hình ảnh và video tràn lan. Ở nhà xem TV thì cũng thấy thiết kế, thậm chí là vừa bước chân ra khỏi nhà thì cũng thấy thiết kế. Vậy thiết kế là gì? Và có tổng cộng bao nhiêu ngành nghề thiết kế hiện nay? Để tôi phân tích cho nghe nhé. Thực ra thiết kế có rất là nhiều định nghĩa, cũng như là rất là nhiều những cái cách giải thích, nhưng có vẻ là sẽ không có lời giải nào đâu. Cái này thì tôi cũng chịu, bởi vì nó rất là chung chung. Muốn biết thiết kế là gì thì các ông lên mạng tự đọc và tự tư duy và suy ngẫm nhé. Có rất là nhiều từ ngữ mà các ông có thể nghe qua, như thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang. Ngoài ra còn có những cái cụm từ như thiết kế ý tưởng, thiết kế chương trình, thậm chí là thiết kế một mối quan hệ. Đấy, ông nào tự tin định nghĩa cho tôi từ thiết kế mà nó chính xác với. Còn bây giờ sẽ là tổng hợp các loại hình thiết kế mà chúng ta dễ dàng nhận thấy trong xã hội ngày nay nhé. Thiết kế đồ họa, hay còn gọi là ngành thiết kế đồ họa, các ông chỉ cần hiểu đơn giản là kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ thông qua các công cụ đồ họa nhằm truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp và ấn tượng. Nói chính xác hơn thì đồ họa là mối liên kết giữa hai thứ, nghệ thuật và thông tin. Thiết kế đồ họa là một loại hình nghệ thuật mang tính ứng dụng qua các hình thức sản phẩm như in ấn và trực tuyến. Thiết kế đồ họa này thì rất là rộng và đa dạng, nên có rất là nhiều ông bà không biết thì lại cứ tưởng là dễ dàng tìm được việc làm. Chính vì nó rộng nên mới có rất là nhiều người tham gia. Ông bà ta có câu ấy, một nghề cho chín còn hơn là chín nghề. Thấy thì cũng đúng, đừng có thấy công việc này nổi trội mà bỏ đi thứ mà mình đam mê. Nếu đã xác định được sở thích thì nên tập trung vào nó. Thiết kế đồ họa còn chia ra rất là nhiều những cái nhánh nhỏ bên trong. Một số những cái thiết kế phổ biến ngay cả khi mà chúng ta đi ra đường cũng rất là dễ dàng nhận biết, đó chính là những cái biển quảng cáo, những cái logo, thậm chí là đến cả những cái tờ rơi của các anh tiếp thị hay là những cái website mà bạn đang dùng. Các icon mà các bạn hay gửi tin nhắn cho nhau hàng ngày cũng đều là do thiết kế mà ra cả. Bên cạnh đó thì nó còn nhiều vô số kể luôn. Thôi tôi không sâu ra nữa. Next, sang cái tiếp theo. Thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất là việc tổ chức một không gian hợp lý theo công năng sử dụng. Những đồ đạc thiết bị trong nhà của các ông ấy được bài trí như thế nào thì cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu cũng như là cảm xúc của các ông lúc đấy thôi, đúng không? Cùng với đó là sự kết hợp giữa chất liệu, ánh sáng và màu sắc. Khi mà các ông xây một ngôi nhà ấy, thường sẽ có một cái bản thiết kế cho toàn bộ căn nhà đấy và chia ra từng phòng. Thậm chí là những cái đồ vật trong phòng như thế nào cũng được sắp xếp hết trên cái bản thiết kế đấy và chúng đều có mục đích cả. Một bản thiết kế kiểu vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta xem trước được căn phòng cũng như là ngôi nhà của chúng ta sau khi mà hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nhiều khi thì cũng không được giống y hệt như trong bản thiết kế đâu nhá. Tôi nhớ là ngày xưa nhà tôi xây, phòng khách nhìn trong bản vẽ đẹp lắm, đến lúc xong thì bố mẹ tôi sắp xếp nó lại hoàn toàn khác. Chính vì vậy nên tôi mới nói là nó chỉ để chúng ta xem trước thôi. Thiết kế ngoại thất, nhìn chung thì nó khá giống nội thất. Nội là bên trong, còn ngoại là bên ngoài, thế thôi. Next. Thiết kế thời trang. Ngày nay khi đi ra đường ấy, hay là ngồi nhà xem tivi, chúng ta có thể thấy được đủ loại trang phục cũng như là quần áo với độ dài ngắn khác nhau, màu sắc khác nhau. Chỉ qua vài năm thôi mà cái phong cách này đã khác rồi, chứ tôi còn chưa nói đến hàng chục năm. Xã hội thay đổi thì đời sống cũng phải thay đổi để phù hợp. Vậy thời trang là gì? Thời trang là trang phục theo thời. Thiết kế thời trang là thiết kế trang phục phù hợp với thời. Ví dụ trang phục của phụ nữ Việt Nam thời phong kiến là áo tứ thân, khăn mỏ quạ, cái hồi mà cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ấy. Còn hiện nay thì sao? Nó là quần Âu, áo sơ mi và váy. Tuy nhiên là những cái bộ áo ngày xưa thì vẫn được lưu truyền và sử dụng tới ngày nay nhé. Có một nhà nghiên cứu đã từng nói, một cái nhìn thoáng qua quần áo cũng có thể giúp chúng ta khám ra được cái mà các nhà sử học gọi là niên đại tương đối. Đọc thì cũng chả hiểu gì luôn. Bởi vì bản chất của thời trang là ở chỗ nó luôn gắn liền với cả quan niệm về thẩm mỹ, trình độ kinh tế cũng như là nền văn hóa của một thời đại nào đó. Trang phục thì cũng luôn là tấm gương phản ánh đời sống của xã hội luôn. Thiết kế thời trang thì xuất hiện từ khá là lâu rồi, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để cho ra đời những cái sản phẩm thời trang giúp cho con người làm đẹp và lung linh hơn trong cuộc sống. Những bộ vest mà các ông đang mặc, những bộ váy lấp lánh, những chiếc túi mà các ông đang đeo, thậm chí là cả đôi tất đang đi cũng đều là sản phẩm của thiết kế thời trang. Có rất là nhiều những cái loại hình thiết kế thời trang, nếu mà các ông bà muốn thì cứ lên trên mạng search nhá. Thiết kế trang sức. Nhiều người nhầm tưởng thiết kế trang sức nó thuộc về thiết kế thời trang. Lúc đầu thì tôi cũng tưởng vậy, bởi vì cũng có liên quan mà. Nhưng không, nếu mà bảo liên quan thì cái gì trong thiết kế nó chả liên quan với nhau. Con người bây giờ không chỉ ăn no, mặc đủ, giờ đây còn hướng đến ăn ngon, mặc đẹp, muốn mình trở thành một phiên bản hoàn hảo từ trước đến nay. Nên đòi hỏi những cái trang phục cũng như là phụ kiện đi kèm làm sao để thật là nổi bật, phù hợp với cả thời đại. Chính vì thế, thiết kế trang sức cũng sinh ra để phục vụ cho mục đích đó. Mặc dù xuất hiện muộn hơn so với cả những cái ngành thiết kế khác, điển hình là mấy năm gần đây các rapper, người thì răng vàng răng bạc, người thì dây chuyền to bằng cái bát, ca sĩ thì người có cả cái nhẫn kim cương to chà bá, có người thì nhẫn không to bằng nhưng mà đeo rất nhiều.
tôi có tìm hiểu cái mức lương cơ bản của thiết kế trang sức ấy là 8 đến 10 triệu một tháng. Ai mà có nhiều kinh nghiệm hơn thì 20 đến 25 triệu. Ông nào mà làm riêng cho nghệ sĩ hay là người nổi tiếng ấy thì tiền lại càng cao. Cứ nhìn sự giàu có của Jolie Đặng là đủ hiểu rồi. Sau đây là một số những cái loại hình thiết kế mang tính cổ truyền như gốm, sứ, xanh. Đây là dạng thiết kế mà đòi hỏi người thiết kế phải có một kỹ năng, không chỉ biết dùng những cái công cụ mà còn phải biết làm sao để có thể sản xuất ra được một cái sản phẩm như vậy, hay còn gọi là tay nghề. Làm ra thôi chưa đủ, đôi khi còn phải vẽ lên cả trên đó nữa, gọi là trang trí. Điển hình là làng gốm Bát Tràng, nơi sản sinh và quy tụ rất là nhiều người tài và có kỹ năng rất là cao. Ngày trước mình học ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thì có hẳn riêng một chuyên ngành về gốm. Sinh viên có thể tự làm ra một sản phẩm gốm là điều rất là bình thường luôn, thậm chí là còn được trưng bày ở các triển lãm cơ. Điêu khắc, đây là một chuyên ngành thiết kế thuộc vào loại truyền thống. Tuy nhiên càng ngày càng có nhiều những cái bạn trẻ yêu thích và đam mê nhiệt huyết với cả nghệ thuật điêu khắc. Điêu khắc là một ngành thuộc lĩnh vực của nghệ thuật. Sản phẩm điêu khắc có thể làm trên những cái chất liệu như sau: gỗ này, kim loại này, thủy tinh này, đá này, đất sét này. Các ông nghĩ là học điêu khắc sau này ra trường thì làm khắc bia mộ chứ gì? Xin lỗi đi, khắc bia mộ hơi bị giàu đấy. Xem tới đây thì nhiều ông thắc mắc là kiếm việc làm có dễ hay không, thì đây là câu trả lời. Sau khi mà học xong và tốt nghiệp ở các trường đại học thì các bạn có thể trở thành những cái cán bộ cơ quan chuyên ngành điêu khắc, trở thành một người đảm nhiệm vai trò giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng có chuyên ngành điêu khắc, trở thành một nhà kinh doanh, tức là tự mở xưởng chế tác điêu khắc, hoặc là mở một cái công ty to đùng chuyên cung cấp về chất liệu điêu khắc. Đấy là những cái lời mà trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói như thế. Còn tôi thì tôi không biết là có kiếm việc dễ hay không. Thiết kế công nghiệp thế luôn, tôi học cái ngành này kể cho ai nghe người ta cũng chẳng biết đấy là ngành nào. Thiết kế công nghiệp thì nó là một chuyên ngành lớn của những cái chuyên ngành nhỏ hơn bên trong, gồm có thiết kế công nghiệp này, hay còn gọi là tạo dáng công nghiệp, thiết kế trang trí kim loại, thiết kế trang trí thủy tinh, thiết kế trang trí dệt và thiết kế đồ chơi. Thiết kế trang sức thì cũng thuộc thiết kế công nghiệp nhá, nhưng mà nãy tôi đưa nó ra ngoài để phân tích riêng rồi. Tôi thì học cái ngành thiết kế tạo dáng công nghiệp. Ngành này thì ở Việt Nam chưa phát triển, nhưng mà sau này phát triển thì nó rất là bùng nổ. Đấy là câu nói của chính giảng viên trong trường. Hình như năm học nào cũng có người nói như vậy. Đại loại là chúng tôi học cái cách tạo dáng, tạo hình cho các đồ dùng hàng ngày, có thể là bàn ghế, tay cầm chơi game, thậm chí là cả ô tô, xe máy làm được hết. Ở đây là chúng tôi tạo hình nhá, chứ không phải là chúng tôi sản xuất ra cái dụng cụ đấy đâu. Cái ngành này thì buộc ông nào theo phải nắm được những cái kiến thức của các ngành thiết kế khác. Thiết kế công nghiệp hội tụ đủ từ thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất. Thế nên theo được ngành này là cả một quá trình trau dồi kiến thức, và kiếm được việc làm thì phải thực sự giỏi. Thiết kế game, đây là ngành thiết kế mà được cực kỳ những cái bạn trẻ yêu thích. Thiết kế game là lên ý tưởng cho một game bằng cách là viết mô tả game, xác định xem game này là gì, lối chơi của game như thế nào, nhân vật trong game ra sao. Một game designer cần phải chịu trách nhiệm lên ý tưởng thật là logic và kỹ thuật tạo dựng mô hình cũng như là tạo ra chất liệu của game. Nghe xong là đã thấy phức tạp rồi. Ngoài ra thì còn phải đòi hỏi thành thạo sử dụng những cái phần mềm thiết kế. Một tựa game được ra đời thì cần phải có một đội ngũ đứng ở đằng sau, nên là các bạn yên tâm, sẽ không cô đơn một mình đâu. Ngành thiết kế này thì nó thuộc một phần của thiết kế đồ họa, nên là tôi sẽ nói ngắn gọn như thế này thôi. Thiết kế đồ chơi là thiết kế ra các sản phẩm đồ chơi, từ xếp hình lắp ráp, thú bông cho đến ô tô điều khiển từ xa, và phải làm việc với rất nhiều chất liệu như đất sét, cao su, nhựa, kim loại. Ngoài ra thì còn phải nghiên cứu đối tượng sử dụng những cái đồ chơi đó nữa. Trên đây là một số loại hình thiết kế phổ biến. Các bạn xem mà thấy thiếu gì hay là chưa đúng chỗ nào thì cứ mạnh dạn chửi tôi ở dưới phần bình luận nhé. Bye bye!